Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Zen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Chúng ta sẽ tiếp tục với Zen Authentication. Quay trở lại trong Scope. Thì ở đây hôm trước chúng ta đã cùng nhau khai báo các sự phụ thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiên với là our adapter. Tạm thời thì mình sẽ xóa đi nội dung này. Trước tiên thì ở đây mình sẽ tạo một namespace. Rồi, vì mình đang ở trong module user do đó mình đặt. Tiếp theo mình đang ở service thì mình sử dụng service. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một class và đặt tên là our adapter. Rồi, adapter này nó sẽ có chức năng là khai báo ra cột mà mình sẽ cho người dùng đăng nhập, kiểm tra dưới database xem là user có tồn tại hay không. Thì mình trước tiên sẽ đi vào trong document. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấp vào next. Chúng ta đi vào adapter interface. Thì ở đây phương thức của chúng ta có chức năng là implement tự adapter interface thực hiện khai báo constructor, khai báo các cột mình sẽ đăng nhập và viết phương thức authenticate này để xác minh xem là có tồn tại người dùng dưới database hay không. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một class implement từ adapter interface này. Rồi nếu mà implement từ đây thì các bạn nhớ là vô thư viện. Mình sẽ set up username và password để thực hiện chức năng đăng nhập. Tuy nhiên ở đây constructor mình sẽ không thực hiện là khai báo username và password vì chúng ta đang sử dụng Doctrine OM để chúng ta đăng nhập. Do đó thì mình sẽ thực hiện tương tự như cách mà chúng ta đã thực hiện ở User Manager. Thì bạn mở User Manager ha. User Manager đang được quản lý bởi là User Manager Factory. Thì bạn thấy là ở đây mình đã tạo ra một constructor và nó đang phụ thuộc vào Entity Manager này. Do đó thì constructor của our adapter mình cũng sẽ thực hiện việc khai báo constructor là Entity Manager chứ không thực hiện chức năng là email và password. Rồi mình sẽ bắt nội dung này ở đây. Vậy thì bạn thấy ở đây mình tạo ra constructor truyền vào Entity Manager này. Bạn cần phải khai báo Factory để tạo ra sự phụ thuộc này ha. Mình sẽ đi vào trong our adapter Factory. Rồi trở lại với User Manager Factory. Mình cũng sẽ copy đoạn code này và bắt vào nội dung này. Thay vì ở đây gọi là User Manager Factory thì ở đây mình sẽ gọi là our adapter Factory. Rồi nếu ở đây là our adapter thì bạn sẽ vô thư viện our adapter vào ha. Như vậy là mình đã khai báo phụ thuộc của our adapter vào our adapter Factory. Quay trở lại đây ha. Thì bạn thấy là mình tạo ra Entity Manager. Còn ở document này thì tạo ra username và password. Vậy thì chúng ta sẽ cũng khai báo username và password, nhưng chúng ta sẽ không thực hiện truyền ở constructor. Mình sẽ sử dụng username và password cho authenticate ở đây. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra hai property nữa với mức truy cập là private. Rồi mình sẽ cho phép người dùng đăng nhập bằng username luôn ha. Và một property nữa, đó là password. Tiếp theo thì ở đây bạn cần viết phương thức set username và set password để thực hiện là gán giá trị cho hai property này. Rồi mình sẽ viết phương thức với mức truy cập là public. Mình đặt tên là set username. Truyền vào đây $username. Để gán giá trị thì bạn dùng $zip trỏ tới username. Chính bằng $username mà mình đã tạo. Tương tự thì bạn viết phương thức là set password. Rồi, thì bạn thấy document ở đây thay vì người ta dùng constructor để set cho username và password thì mình sẽ set up thông qua là hai phương thức này. Tiếp tục thì bạn cần phải tạo ra phương thức authenticate ở đây để giúp cho chúng ta thực hiện chức năng kiểm tra xem người dùng có tồn tại hay không. Mình sẽ copy nội dung này ha. Rồi, bắt nội dung đó ở đây. Ở đây mình sẽ thực hiện kiểm tra người dùng có tồn tại trong database hay không thì mình tạo ra một biến user để nhận giá trị ha. Chính bằng $this. Mình chọn tới là entity manager mà mình đã set up ở đây. Tiếp theo thì chọn tới phương thức là get repository. Chính vì chúng ta đang sử dụng là Doctrine cho nên mình mới tạo ra constructor ở đây là set entity manager chứ không thực hiện là set username và password giống như document ha. Ở đây bạn truyền vào user class. Vậy thì các bạn cần phải view entity user này vào. Rồi mình sẽ view. Mình đứng từ module user ha. Tiếp theo thì bạn vào entity và mình có class là user, chính là file empty user trong
folder entity ở đây ha. Muốn tìm xem là user này có tồn tại trong database hay không thì ở đây mình sẽ dùng phương thức file one và mình sẽ tìm theo là username. File one by username. Rồi, bạn truyền vào đây là đô la zip cho tới username. Như vậy thì phương thức file one by username này sẽ trả cho user nếu mà bạn select được thành công. Còn nếu mà người dùng truyền một username nào đó không tồn tại thì giá trị user này sẽ mang giá trị là null. Vậy thì bạn cần phải kiểm tra xem là có tồn tại user hay không. Thì mình dùng if nếu mà đô la user của mình. Rồi mình sẽ phủ định nếu mà không tồn tại user. Thì ở đây mình sẽ return về phương thức authenticate của mình là user không tồn tại. Thì để return kết quả của quá trình authenticate mình sẽ sử dụng result mà nội dung này đang chú thích. Thì trước tiên bạn sẽ phải view thư viện. Rồi quay trở lại với document để xem cách thức thực hiện ha. Bạn kéo xuống nội dung ở đây thì mình có là class result đang có phương thức construct yêu cầu truyền vào của mình là $code, identity và một message. Vậy thì code ở đây là gì, identity là gì và message thông báo thì đương nhiên chúng ta sẽ hiểu rõ ha. Thì code ở đây của chúng ta là một biến kiểu integer và result class nó đã cung cấp cho chúng ta. Thì để biết được các code này thì bạn kéo xuống nội dung ở dưới. Bạn thấy là result nó đang khai báo một số constant success, fail hoặc là fail identify not found. Ở đây mình sẽ sử dụng là fail identity not found. Lý do là email của mình không tồn tại. Do đó thì mình sẽ copy nội dung này. Mình sẽ dùng result thì ở đây bạn cần là return new của result. Rồi mở ngoặc ha. Đầu tiên là code đi vào trong constraint là fail identity not found. Tiếp theo bạn cần đó là identity. Identity ở đây sẽ là username hoặc là một token nào đó mà mình sẽ lưu vào trong session để thực hiện là login cho người dùng. Thì trong trường hợp này user của mình không tồn tại, do đó bạn không thể nào return được username hoặc token mà chúng ta sẽ thực hiện là return null. Ở đây có một thông báo là nếu mà result của chúng ta fail thì bạn sẽ thường return null. Do đó thì mình cũng sẽ return null cho trường hợp identity ở đây. Tiếp theo là một message mà bạn sẽ thông báo, nó có kiểu mãng. Vậy thì message ở đây mình sẽ thông báo là username không tồn tại. Hoặc là bạn có thể là khai báo sai thông tin đăng nhập ha. Như vậy là chúng ta đã return cho trường hợp là không tồn tại user, tức là authenticate của chúng ta đã fail. Còn trường hợp mà có user thì bạn cần kiểm tra là password xem là người dùng có nhập đúng với là password lưu trong database của chúng ta hay không. Rõ ràng thì bạn thấy là password của chúng ta đã được mã hóa bởi bytescript thì mình cũng sẽ thực hiện là mã hóa lại password khi mà người dùng nhập. Vậy thì chúng ta cũng sẽ thực hiện là mã hóa lại password mà người dùng nhập để thực hiện là verify. Vậy thì kiểm tra password lưu trong database với password mà người dùng nhập thì mình đã thực hiện ở phương thức là quên mật khẩu của bài học hôm trước. Vậy thì bạn có thể xem lại nội dung file ở đó. Còn ở đây thì mình sẽ thực hiện lại ha. Mình tạo một biến bcrypt chính bằng new của thư viện mình dùng là bcrypt. Rồi thì sử dụng thư viện này thì bạn nhớ là view nội dung này. Mình sẽ view. Để vào trong bcrypt thì mình đi từ gen. Tiếp theo thì bạn vào là crypt password. Và mình đi vào bcrypt. Rồi ở đây bạn đặt là bcrypt ha. Tiếp theo thì ở đây bạn cần lấy ra password mà người dùng nhập so sánh với password trong database. Thì trước tiên mình sẽ lấy ra password mà người dùng nhập ha. Mình tạo ra một biến là user password. Rồi nó sẽ bằng $sys và trỏ tới password mà mình đã khai báo ở trên. Và biến password lưu trong database của chúng ta thì mình sẽ đặt là password hash, là password từ database ha, chính bằng $user, trỏ đến là guest password. Rồi bạn chú ý, mình sẽ chú thích ở đây là do người dùng nhập ha. Rồi ở dưới này là password từ database đã lưu trong DB. Rồi, chúng ta sẽ dùng phương thức như hôm trước chúng ta đã được học, đó chính là phương thức verify, kiểm tra xem hai password có giống nhau hay không. Thì ở đây mình sẽ dùng if. Đứng từ thư viện của bcrypt ha, thì mình dùng bcrypt cho tới phương thức là verify.
Đầu tiên đó chính là user password và thứ hai là password mình đã select được trong database, đó chính là password hash. Nếu mà phương thức này trả về cho chúng ta là true thì người dùng đã thực hiện là đăng nhập thành công. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ return về result và cũng new của result ha. Rồi, result trường hợp nếu mà bạn kiểm tra thành công thì chúng ta có một phương thức, có một constraint đó chính là success. Thì mình gọi ở đây là result. Rồi gọi đến success. Tiếp theo ở đây là identity mà bạn sẽ lưu. Đối với trường hợp fail thì mình sẽ lưu luôn. Còn trường hợp ở đây nếu mà mình đăng nhập thành công thì mình có thể là lưu một username hoặc một token ha. Vậy thì ở đây mình sẽ thực hiện lưu username của người dùng luôn ha. Mình dùng là $zip cho tới username. Và nội dung của cuối cùng của mình đó chính là message. Thì mình sẽ thông báo là nó thật thành công. Còn trường hợp error ở đây thì mình sẽ return về result của chúng ta là fail và thông báo là xác thực không thành công. Vậy thì mình sẽ copy nội dung tương tự đối với lỗi ở trên. Chúng ta sẽ return về fail, không phải là identity not found nữa ha, mà trường hợp ở đây chính là chứng thực không thành công. Do đó thì mình sẽ không dùng identity not found nữa, mà chúng ta sẽ thực hiện là credential invalid. Rồi user trả về của mình cũng là null. Và ở đây mình sẽ thông báo là sai thông tin đăng nhập. Trường hợp ở trên là username không tồn tại, còn trường hợp ở dưới này là password mà người dùng đã nhập sai ha, thì bạn có thể thông báo là password sai hoặc là sai thông tin đăng nhập. Rồi mình sẽ thêm một nội dung là password không chính xác. Như vậy là đối với our adapter chúng ta đã thực hiện khai báo xong các property và phương thức cần thiết. Bài học sau chúng ta sẽ tiếp tục khai báo cho our manager. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.